Có rất nhiều bí ẩn từ rất lâu mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể nào tìm ra lời giải thích hợp lý về sự tồn tại của nó. Sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness là một trong số đó. Quái vật hồ Loch Ness thường được gọi là Nessie hay Ness, là một động vật hoặc nhóm sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, sống ở hồ Ness, Loch Ness, một hồ nước ngọt nằm gần thành phố Inverness tại Scotland với điểm sâu nhất lên tới 230m. Nhiều người cho rằng con quái vật này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc chỉ có trong các câu chuyện truyền thuyết. Trong khi đó, một số người khác lại tin tưởng vào sự tồn tại của nó. Đáng chú ý, các ghi chép đầu tiên về sự xuất hiện của một con thủy quái sống tại hồ Loch Ness đã xuất hiện trong quyển sử ký Cuộc đời truyền giáo của Thánh Columba, được viết bởi Thánh Adamnan vào thế kỷ thứ 6. Năm 1888, người thợ hồ Alexander MacDonald ở làng Abrichan đã nhìn một con vật có kích thước cực lớn trôi lên từ mặt hồ và bơi cách vị trí nơi MacDonald đứng khoảng 50 mét. MacDonald sau đó đã báo cáo việc nhìn thấy của mình với Alex Campbell, người phụ trách an ninh của hồ Loch Ness, và mô tả sinh vật này trông giống như một con kỳ nhông. Tháng 7 năm 1930, có 3 người địa phương câu cá ở hồ Loch Ness đã gặp một chuyện kỳ lạ. Tờ báo Tin Miền Bắc ngày 27 tháng 8 đã đăng lời kể lại của một nhân chứng. Ông ta đã nhìn thấy sóng nước sôi sùng sục ở chỗ nước cách bờ chừng 600 mét. Một cột nước phun lên cao, rất mạnh, làm thuyền chúng tôi tròng trành dữ dội. Hình như có vật gì rất lớn phun ra cột nước ấy. Nó di chuyển với tốc độ chừng 15 hải lý một giờ. Phần thân mình nó mà tôi nhìn thấy dài độ 6 mét. Nó nhô cao cách mặt nước chừng 1 mét. Rõ ràng nó là một con vật thật sự, không phải con vật bình thường. Tuy tin tức này đã làm cho rất nhiều độc giả viết thư đến kể về những mẩu chuyện nhìn thấy quái vật bí ẩn ở hồ do họ hoặc người khác chứng kiến kể lại, song vụ việc này chỉ gây chú ý ở địa phương mà thôi. Những câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness tưởng chừng đi vào quên lãng trong suốt 45 năm trước khi được khơi dậy một lần nữa vào ngày 22 tháng 7 năm 1933. Buổi chiều ngày 14 tháng 4 năm 1933, tại thôn Apiech ở phía tây bắc hồ Loch Ness đã xảy ra một vụ việc làm thay đổi tình hình này. Một đôi vợ chồng đang đi ô tô bỗng thấy một vùng nước hồ cuồn cuộn sóng nước. Họ bèn dừng xe lại. Vài phút sau, họ nhìn thấy một con vật to lớn đang vùng vẫy nhảy dưới hồ. Tờ báo tin tức Inverness ngày 2 tháng 5 đã đăng tin này. Tác giả là ông Alan Campbell, sau này chính ông cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Ông Evan Barren, biên tập viên của tờ Inverness, gọi con vật ấy là quái vật. Và tin tức này đã làm toàn bộ Scotland phải chú ý. Sau này, ngày càng có nhiều vụ chứng kiến thủy quái xảy ra, giống như là việc mở rộng một con đường cũ ở bờ bắc hồ Loch Ness đã làm quang đi mọi vật cản che khuất tầm nhìn, lời tựa của ông Campbell. Cuối cùng thì toàn thế giới đã phải chú ý. Từ 14 tháng 4 đến tháng 10, tất cả có hơn 20 vụ chứng kiến đã được đưa tin. Thế là thủy quái hồ Loch Ness đã ra đời. Vài năm sau đó, bức tranh về thủy quái hồ Loch Ness đã hình thành. Còn thủy quái tiêu chuẩn của hồ Loch Ness là cổ dài và dựng đứng, đầu nhỏ. Một số người chứng kiến còn nói rằng họ nhìn thấy một cái gì đó tựa như bờm ngựa, đầu con quái vật cũng giống đầu ngựa. Thân mình nó dài, một đầu thì nhọn thon, trên thân có từ 1 đến 8 bướu thịt, cái đuôi thì dài và thô. Những người đã nhìn thấy quái vật trên đất liền thì tả rằng họ nhìn thấy vây và nó dùng vây để di chuyển. Nếu ở dưới nước, nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Về màu da, có người nói là màu xám đen, có người nói là nâu sẫm hoặc màu đen. Nó ngoi lên lặn xuống đều rất nhanh và theo hướng lên xuống. Dường như nó thường xuất hiện lúc mặt hồ tĩnh lặng. Trong cùng năm 1933, hình ảnh đầu tiên của quái vật Loch Ness đã chính thức chụp lại. Huck Ray đang đi bộ từ nhà thờ về nhà vào ngày 12 tháng 11 năm 1933, thì bất ngờ phát hiện một điều gì đó bất thường ở ven bờ hồ Loch Ness. Huck Ray đã nhanh chóng chụp lại hình ảnh ở trên. Hình ảnh sau đó được xuất bản lần đầu tiên trên tờ báo Daily Record ở Anh, gây nên những tranh cãi về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness. Năm 1934, bác sĩ Robert Kenneth Wilson, người Anh, trong lúc đi nghỉ mát tại hồ Loch Ness, đã chụp được hình ảnh về quái vật hồ Loch Ness. Hình ảnh sau này trở thành hình ảnh nổi tiếng nhất về quái vật hồ Loch Ness, cho thấy một quái vật cổ dài nhô lên từ mặt nước. Với riêng giới khoa học, nhiều nhà nghiên cứu nêu ra một số giả thuyết khác nhau về quái vật hồ Loch Ness. Một số giả thuyết cho rằng quái vật hồ Loch Ness là hậu duệ của loài bò sát Cryptocleidae, thuộc nhóm bò sát sống dưới nước Plesiosaurus. Tuy nhiên, giả thuyết này sau đó đã bị bác bỏ.
sau khi các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Otago vào năm 2019 xác nhận hồ Loch Ness không chứa mẫu DNA của khủng long. Một số nhà khoa học thậm chí còn không loại trừ khả năng quái vật hồ Loch Ness thực chất chính là một con lươn khổng lồ. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại? Loài người sẽ phải làm gì sau khi chúng ta phát hiện ra con quái vật bí ẩn này? Liệu chúng ta sẽ cố gắng bảo tồn nghiêm ngặt quái vật hồ Loch Ness hay sẽ tiêu diệt nó ngay lập tức để làm mẫu vật nghiên cứu? Đây chính là chủ đề vừa được kênh YouTube Chủ đề khoa học nổi tiếng What If nêu ra, vốn liệt kê những tình huống sẽ xảy ra nếu quái vật hồ Loch Ness có thật. Thủy quái hồ Loch Ness có từ bao giờ? Giới nghiên cứu cho rằng tin tức sớm nhất nói về thủy quái hồ Loch Ness có vào năm 565. Khi đó, một ghi chép lại cho biết có một người đàn ông đang bơi trên sông Loch Ness ở phía đông hồ Loch Ness đã bị nó giết chết. Thánh Colombo gặp một số người khiêng một xác người bèn hỏi han. Họ trả lời rằng người này bị chết một cách không bình thường. Ông bèn phái một đệ tử nhảy xuống sông bơi để nhử con quái vật. Thế là nó nổi lên và bơi về phía người đệ tử này. Khi mọi người đều sợ hãi quan sát con vật, thì ông Colombo chắp hai tay trước ngực lấy danh nghĩa, thượng đế để đuổi con vật đi. Những tranh cãi và lập luận về có hay không thủy quái hồ Loch Ness đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Mọi nghiên cứu về bí ẩn này như vẫn dày thêm các công trình mà chưa dừng lại.